Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Cường Kiên Thân. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với clip của chuyên mục Hoàng Thùng Tuyển lên sóng vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh Cường Kiên Thân nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với áo da và chúng ta sẽ cập nhật tiếp áo da với giá sẽ là 1.800.000 cho một sản phẩm. Và tiếp tục là mã V. Ngày hôm nay sẽ có từ V1 đến V3 5, tầm khoảng 35 con và đây đều là những cái mẫu mà nhà mình mới cập nhật nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Kiên Thân, Cường Hàng Thùng khám phá mã V ngày hôm nay. Và hôm trước thì mình mở trong cái kiện da có cả mấy cái mũ da đấy, nhưng mà bây giờ thì hiện tại là có 4-5 cái nên chưa mở bán được. Ok, và chúng ta để không mất thời gian, chúng ta sẽ đến ngay với những mã ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với mã V1 với một con của thương hiệu Rossell. Và chúng ta sẽ đến với một con cổ tàu. Form size của con này là form size line giữa M và S. Nó thiên hướng về S nhiều hơn nhá. Thiên hướng về S nhiều hơn. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65kg. Da là da bò nhá. Cái form size bọn mình sẽ để phía bên dưới. Da bò rất dày và bảo hành da trong vòng 1 năm nhá. Ok chưa? Đây là form cổ tàu theo kiểu trơn bình thường thôi. Khóa kim loại nha. Tiếp tục đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với V2 và chúng ta sẽ đến với một con cổ tàu tiếp tục của thương hiệu INC. International Concept. Con này thì da của nó sẽ là da bò, nhưng mà con này thì thuộc dạng gọi là da bò mềm. Form size là form size M, 1m65 đến 1m72 này. Và cân nặng thì sao? Cân nặng là 60 đến 70 kg. Áo mới trên 90% nha anh em nhé. Đây là biểu hiện cho việc nó mới mở kiện này. Mới mở kiện nó chưa về form rồi anh em ạ. Nó vẫn còn có những cái nếp nhăn của cái việc đấy là nó ép kiện nhé. Còn thương hiệu thì thương hiệu nổi tiếng. Và áo thì rất ngon nhé. Về chất lượng của da. Tiếp tục đi ạ. Mã tiếp theo ạ. Con này rất đẹp này. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Body Esquid. Và chúng ta sẽ đến với một con da bò dày với form là form Bomber. Với mã là mã V3. Mình nhấn mạnh lại cho anh em là khi mà mấy con da mà kiểu mình báo là nó dày ấy thì nó sẽ hơi nặng nhé. Chứ nó không được mỏng và nhẹ giống như kiểu những cái con kia đâu. Con này là một con size M khá là dày nhé. Tay con này là tay trun ạ. Da bò dày, size M. Chất da này thì bảo hành khoảng 3-4 năm được chứ không phải là 1 năm nữa anh em. Da rất dày và ngon. Mã này là V3. Mình sẽ lên clip rất nhanh ấy nhá. Mình sẽ không giống các bạn khác đâu. Ở trên shop nhà mình là người lên clip là mình lên nhanh. Càng nhanh càng tốt. Nhanh nhất có thể dành cho tất cả anh em để anh em xem clip nó không bị chán. Mã tiếp theo là mã 4 ạ. Chúng ta sẽ đến với Wilson. Wilson nhưng không phải là Wilson của cái bọn tennis đâu nhá. Nó tên gần giống ạ. Phát âm cũng gần giống thôi. Nhưng mà con này là một con đến từ Anh Quốc này. Da con này là da dê nhá. Khá là mềm và form của nó là form cổ bẻ. Form size M anh em nhá. Anh em nhìn kỹ giúp mình này. Da dê thì nó mỏng, nhẹ và rất là mềm. Size M, size L và size S thì mình sẽ để khoảng size phía bên dưới thì anh em cứ thế mà anh em chốt thôi. Độ mới trên 90%. Da là da thật và là da dê 100% nhá. Cả con áo. Đây đều là những sản phẩm rất đắt tiền nhá. Và nhà mình nói luôn ấy, cái clip 1.2 triệu hôm trước là Black Friday và không còn bất kỳ một clip nào nữa đâu. Anh em đừng có hỏi giá đây nữa. Mã tiếp theo ạ, là mã 5. Chúng ta sẽ đến với một con da bò của Giordano. Uầy, con này màu đẹp ấy, con này màu đỏ đô ạ. Da bò, nhưng mà con này là da bò mỏng anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cái da này thì bởi vì nó là da thật đấy, thế nên là nó sẽ không bị bong chóc nổ đâu anh em. Sợ nhất là bọn PU ấy, bọn PU nó hay bị nổ, mà đã nổ một con một miếng áo da PU mà nó đã nổ một miếng ấy thì nó sẽ nổ cả con áo luôn. Còn mấy con da thật nè, vĩnh viễn theo thời gian thôi anh em. Này nhìn chất da này. Anh em chơi da lâu năm á, nhìn hàng nhà mình là ưng luôn. Mình nói thật, không phải tự nhiên mà mình dám nhập đến cả tiền tỷ tiền da đâu. Mã này là mã 5 ạ. Mã 6 đấy ạ, con này màu đỏ bã trầu nhá. Không phải đỏ đô cũng đúng mà bỏ bã trầu đúng mà.
Mã 6 chúng ta sẽ đến với một con made in Italia đến từ thương hiệu Ageno. Và chúng ta sẽ có ở đây này, made in Italia 100% real leather, 100% da thật. Con này thì da của nó ấy, thì theo chuyên môn ấy, được gọi là con này là da bò ghép. Và chính vì thế nên là nó sẽ không có trơn đâu nhá. Nó sẽ không có trơn đâu, nó sẽ có rất rất nhiều các cái đường chỉ này ở trên các con áo này, tạo ra cái độ chất dành cho con này. Cũng là size M tiếp ạ. Đẹp nhỉ. Form này là form vừa mình luôn này. Mấy hôm nay thực ra là thực sự là mình sức khỏe của mình đang có vấn đề. Mình làm quá nhiều thế nên là gần như là không có thời gian để nghỉ luôn. Anh em nhìn nhá, da ghép thì nó sẽ có đường kim mũi chỉ theo kiểu của mấy con da trơn anh em nhá. Đấy, nhấn mạnh lại cho anh em nhé, còn da này thì cực kỳ bền luôn. Mà chúng ta sẽ tiếp tục với một con như vậy nữa, cũng của thương hiệu đó, với mã là mã 7, made in Italia này. Con này thì form cũng tương tự luôn. Nhưng mà cái bọn này này thì thực ra là cái khác nhau duy nhất của bọn này nó là cái đường may ấy, cái đường may là khác nhau thôi. Chứ còn khóa của nó vẫn là khóa IKK, khóa đồng, và chất lượng da thì cực kỳ bền luôn. Con này cũng là size M luôn. Có hai con duy nhất với cái chất liệu da này thôi nhé, ở trong kiện hôm nay. Đẹp lắm anh em này, nhìn da này. V7 ạ, V8 này ạ. V8 chúng ta sẽ đến với size L nhé. Và đây là một cái màu rất là hay ho. Con này thì màu của nó là màu nâu, nhưng mà lại là màu nâu ánh xám xanh anh em ạ. Và nó có phối với cả họa tiết của len đấy nhá. Đây, da của nó là da bò nhá. Con này là size L, 1m65 đến 1m75 và cân nặng là 65-75kg, da bò. Con này khóa khiếc in logo hết, con này của Tucano. Đây anh em, tag rất to của Tucano ở trong này. Và chúng ta sẽ có thêm đây, cái nhãn hàng Tucano này này thì nó là một cái con theo kiểu Italia mode, nhưng mà nó lại được sản xuất tại Hồng Kông. Cái nhà máy của Tucano ấy sản xuất tại Hồng Kông nhé, nói luôn cho mọi người, không có mọi người lại thực ra đấy là mấy cái kiến thức mà thực ra là có nói hay là không nói thì cũng chả ảnh hưởng gì cả. Mã tiếp theo ạ, về mấy đây, mã đâu ạ? 9. Dán ở đâu đấy ạ? Bên dưới kia. Xong rồi mai tìm lại chửi nhau. Ducelai. Và chúng ta sẽ đến với một con da dê cổ bẻ của Ducelai. Con này lại tiếp tục là size lửng. 1m, con này size S mặc được và size M cũng mặc được. 1m60 đến 1m70 và cân nặng là khoảng 60 đến 65kg. Là đẹp nhất nhá, trong khoảng đấy. Da là da dê nhá. Da dê thực ra là nó đem lại cái trải nghiệm cực kỳ sướng luôn. Vừa nhẹ vừa mềm. Dã cả man. Tiếp tục. Mã tiếp theo là mã V10, chúng ta sẽ đến với Worthington. Một con da bò, nhưng mà lại là da bò mềm này. Anh em nhìn mấy cái tag chính hãng của nó này. Hôm qua hôm kia thì mình có vào một vài các cái gọi là một vài các cái trung tâm thương mại lớn, và mình có xem về những cái, đây là cái tag của sản phẩm nhá, không phải là cái gì dính vào đâu nhá. Đây là cái tag giá, nó còn nguyên cả tag giá này. Những cái con áo da mà là da thật như này ở trong những cái gọi là trung tâm thương mại nó bán toàn 7-8 triệu một con đấy anh em. Nó còn không đến từ những nhãn hàng của Italia luôn, thậm chí là có những con mà đến từ nhãn hàng của Hồng Kông luôn, vẫn bán 7-8 triệu bình thường. Thế nên là bỏ ra 1.8 triệu để mua mấy con này là rẻ đấy. Con này là size M nhá, 65-72, cân nặng 60-70. Và chúng ta sẽ đến với Worthington với mã là V10. Da bò mềm rất đẹp nhá, độ mới trên 90. V11 ạ. V11 chúng ta sẽ đến với IJ. Một con cổ bẻ nhá, da này anh em hỏi cổ bẻ rất nhiều. Thế nên là mình mở kiện mà có bao nhiêu cổ bẻ là mình sẽ cầm về để cho anh em thẩm. Size M tí ạ, IJ. Con này đẹp nhở. Này, chất da này. Con này tay thì gọi là tay ngắn nhá. Con này tay ngắn. Có những cái con kia thì con nào mà nó có đặc điểm gì đấy, nó kiểu nổi bật với cả sản phẩm ấy thì mình sẽ nói luôn cho anh em nhé. Ví dụ con nào tay ngắn thì mình sẽ báo tay ngắn, anh em nào chấp nhận cái việc nó hở đồng hồ hay là hở găng tay ấy, hay là hở cái tay len phía bên trong thì mọi người nên mua mấy con tay ngắn này. Mã 12 ạ, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Opti02. Thương hiệu nghe lạ đấy. Con này da cừu này.
Ui, size con này ML mặc được hết này. Rộng, thanh thang, đẹp. Cũng là cổ bẻ nhá, tiếp tục là cổ bẻ, da cừu ạ. Chúng ta sẽ có một cái con mà theo kiểu form cổ bẻ suông, rất đơn giản nhé. Da nhà mình ấy thì mình bao cho mọi người là không thủng, không sờn và cũng không rách ở bất kỳ một chỗ nào cả. Và da thì là da thật 100%. Tiếp tục 13 đấy ạ, chúng ta sẽ đến với một con da bò của thương hiệu East. Tên thương hiệu khá là khó đọc. Mọi người cứ vào search cái tên thương hiệu là 5TH thì sẽ ra được con này. 3-4 triệu một con. Con này cũng không đắt lắm. Nhưng mà với cái độ mới khoảng 95% mà size lại là size M này mà mua có 1,8 triệu, còn bao ship bao mở hàng ra kiểm tra thì mình nghĩ là nên mua. Giá da đang rẻ nhé. Giá da đang rẻ. Bởi vì ôm to nên là cái giá nhập vào đầu nguồn của mình nó cũng sẽ rẻ hơn được một chút. 14 ạ. Chúng ta sẽ đến với lobby. Đây, da bò này. Con này size L nhá, cổ bẻ size L. Size M cũng mặc được đấy. Tầm mình cao 1m73, nặng 63 thì mặc nó sẽ như này này. Và L cũng mặc được nhá, ML mặc được hết. ML style. Rất đẹp, con này da bò dày nhá. Nó cũng không nhẹ lắm đâu anh em. Để đâu bây giờ, để mai còn gói đơn. Cứ da nhà mình lên một cái là ngày mai ngày kia là hết sạch. Không còn một cái nào, nhất là mấy cái mã kiểu đẹp đẹp. Wellington tiếp này, với mã 15 ạ, chúng ta sẽ đến với Wellington. Con này thì lại là da bò nhé. Và size là size M, form là form cổ bẻ khóa IKK. Bảo hành ra trong vòng 1 năm cho online và 1 năm rưỡi cho offline. Offline mọi người mua áo thì mọi người có thể đổi sang một cái con khác và bù thêm tiền nếu mà mọi người mua trực tiếp nhé. Chứ còn online thì nếu mà mình cho phép mọi người online mà cứ đổi qua đổi lại như thế thì rất mất thời gian và rất mệt. Nên là mình sẽ chỉ áp dụng chương trình offline thôi. Tiếp theo ạ, chúng ta sẽ đến với một con cổ bẻ da cừu của thương hiệu Bill Blast. Da đẹp cực kỳ luôn. Đây, anh em nào thích sự nhẹ nhàng, đơn giản mà tôn lên cái sự gọi là giàu có của chính mình thì hãy chọn mấy con kiểu này. Rất đơn giản nhưng rất đẹp nhé. Đây nè, nhìn kỹ cho mình nhé. Size M đấy ạ. Chất da này. Nhìn tay cho mình. Đấy, gần như là còn mới đét như này. Giá đang rất ngon anh em. Mình dám khẳng định với anh em chả đi đâu mua được mấy cái con da kiểu ngon lành như thế này với cái giá 1,8 triệu nó cũng có đó. 17 ạ. Chúng ta sẽ đến với một con bomber. Anh em đợi mình một chút nhé. Cái con 17 này nó đang có một tí vấn đề. Nó đang bị kẹt khóa anh em. Ok rồi. Nó bị, tức là nó sẽ có một cái lớp ở phía bên trong này này. Nó bị kẹp dính vào cái lớp vải đấy. Con này của thương hiệu Cham, Liste, hàng Pháp này. Mã này của chúng ta là mã bao nhiêu rồi? 17 ạ. Chúng ta sẽ có một cái con với da là da bò. Đây cho mọi người test khóa luôn cho mọi người nhé. Không mọi người lại bảo khóa hỏng. Khóa nó không làm sao cả đâu, nó chỉ bị kẹt đấy. Đây con này da bò. Form size là form size M nhé. Áo rất ngon luôn. Dã man. Con này hơi dày, nóng. Con này mặc mùa đông thì hợp lý hơn này. Anh em nhìn chất da từ trước, đằng trước, đằng sau. Rất đẹp luôn. 18 chúng ta sẽ đến với cổ tàu của Homer size 100 ạ. Đây thương hiệu nổi tiếng đây. Da cừu đây. Và giá rẻ đấy ạ. Con này size ML mặc được hết nhá. Con này tầm 80kg đổ xuống mặc vẫn ok luôn. Form tay rất là rộng. Form hông này. Chiều cao thì từ 1m65 đến 1m75 nhưng cân nặng thì từ 65 đến 80 luôn. Và da này. Quá đẹp luôn. Không có một lỗi nào đâu nha anh em nhé. Tiếp tục ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Royal. Với mã 19 Royal Realtor. Tên đã hoàng gia rồi. Con này mình bán không dưới 3 con với cái kiểu thiết kế như này rồi anh em. Con này size M này. Da đẹp chưa? Đấy. Nó là cái dạng dành cho những người nào mà khoảng 50 tuổi đổ xuống thôi ạ.
hơi trẻ nhá, mặc vào sẽ bị trẻ người non dạ đi rất nhiều. Trẻ người non dạ là để dành cho tất cả những bác nào dễ bị lừa ở trên mạng xã hội. Tiếp tục, mình nói thật anh em cứ mua ở trên những sàn giao dịch thương mại điện tử ấy, hoặc là những cái nền tảng ấy. Mình đố anh em, người ta cho anh em đổi trả các kiểu đấy, không có đâu. Người ta cứ nói thế thôi chứ còn ai người ta cho đổi. Nhưng nhà mình ấy, từ trước đến giờ nha, mình nói luôn với anh em là ôi con này của Tây Ban Nha này. Từ trước đến giờ nhà mình nói như nào là làm như thế nha anh em nhá. Anh em có thấy bao giờ mua hàng thùng ở đâu mà những cái con áo giá trị cao ấy, Mai Lia Thờ này. Con này thì cổ của nó có một tí xước rồi. Con này sẽ để giá rẻ nha, mã bao nhiêu rồi? V bao nhiêu? V20, form size M, hàng của Tây Ban Nha. Con này giá cổ nó xước một chút nha anh em nhá. Nói luôn với anh em, 900.000 con này ạ. Thực ra là con này mà hấp đi cái là cái phần xước đấy nó cũng biến mất đấy mà. Nhưng mà thôi, chơi để như kiểu mình cũng hay mua kiểu mua sắm online. Mình thấy cái công cuộc đổi trả của nhiều bên nó bị lằng nhằng lắm. Nó không phải đơn giản là các bạn cứ vào đổi đâu, người ta còn phải xét duyệt rồi còn phải. Mà thường thường ấy là mua hàng online nhiều ông còn đổ lỗi cho người dùng luôn. Chết. Bán phải có tâm và phải có uy tín thì khách hàng mới quay lại. 21 ạ, chúng ta sẽ đến với Chimas của Paris này. Con này size L. Size L nhá, con này là size L chuẩn. Màu của nó là màu nâu đỏ. L chuẩn, đây. Da thì siêu đẹp luôn, da này bảo hành bao lâu cũng được. Anh em có thử mua mà xem, anh em có thử mua một con áo kiểu áo da kiểu giá rẻ ở bên ngoài xong so sánh mà xem. Rẻ nó có cái giá của cái việc rẻ. Tiếp theo đây ạ, chúng ta sẽ đến với một con áo của thương hiệu Lambskin. Đây. Mã này là mã 22 này. Ủa con này dày thế, con này còn trần bông nữa. Con này cũng là size L luôn nhá. Hoặc là anh em mà mặc size M thì anh em sẽ mặc con này theo kiểu form măng tô, da của nó da bò nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Quá khiếc cúc khiếc. Đây măng tô nó xịn như thế này cơ mà anh em. Kinh khủng. 1.8 triệu ạ. Sợ nhất là bây giờ không có đủ hàng để bán cho anh em thôi. Bây giờ thậm chí còn chưa đến cái mùa mà bán áo da chạy nhất. Mình cứ lên mấy cái mã đẹp này, ai mà tỉnh táo ấy là thời điểm này mua là hợp lý nhất rồi. Dips Air với da bò. Với mã là 23, chúng ta sẽ đến với một con vest. À nhá. Con này vest á, cổ bẻ à, măng tô ạ. Măng tô size M nhá. Con này dưới 68 kg ạ. Cao hơn thì không nên. Đây. Đây. Da đẹp cực kỳ luôn. Anh em cứ mở hàng ra kiểm tra thoải mái trước khi nhận giúp mình nhá. Tiếp tục. Ui. 24 ạ, chúng ta sẽ đến với một con da cừu với thương hiệu Rapisadi. Và chúng ta sẽ đến với một thương hiệu ra đời vào năm 1990. Với mã 24, chúng ta sẽ có một cái con màu vàng. Màu này thì phù hợp với những anh nào mà kiểu có áo da đen rồi thì có thể chuyển qua cái màu này. Nếu mà các anh thích da thì vẫn như thế thôi. Hàng nhà em bán từ trước đến giờ đều trên 90% hết. Mã này của chúng ta là mã 24 ạ. Da rất đẹp nhé. Này, đây mark chính hãng của nó. 25 chúng ta sẽ đến. Ôi chúng ta sẽ chỉ có gần 30 mã, gần 30 mã thôi. À, một con của thương hiệu đến từ Italia. Compagna. Nghe tên khó nhỉ. Đến cả cái khóa của nó cũng là khóa mạ, kiểu gọi là mạ vàng 18K. Chúng ta sẽ có thêm một cái con da dê nữa. Và form của con này là form vest. Size của nó là size M nhé. Form vest. Da cực kỳ đẹp luôn anh em. Đây này. Cúc cũng nhìn logo luôn. Mua thời điểm này hợp lý anh em ạ. Mấy cái mã đẹp để đầu mùa này, chứ còn đến lúc mà mọi người liên lạc với nhà mình khó ấy. Theo cái kiểu là một cái mã 4-5 người cùng gọi điện ấy, thì lúc đấy chốt cực kỳ khó luôn. 26 chúng ta sẽ đến với Ice Collection. Và lại tiếp tục một con form vest. Và lại tiếp tục là da dê ạ.
Vét này thường thường là da dê và da cừu, không mấy ai làm da bò mấy. Đây, size M nhé. Hoặc con này mặc size S cũng được. 1m70 đổ xuống và cân nặng là dưới 68kg. Vét thì form của nó là form body ấy, thế nên là anh em cứ mặc theo kiểu form body là được. Đó, da này. Tiếp 27 Ra Ra. Tên thương hiệu của nó là La Ra nhé. Đó, và chúng ta sẽ tiếp tục với một con da cừu form vest. Con này cũng lại tiếp tục là size M. Anh em mặc size S bon chen được anh em ạ. Vest nó body ấy, thế nên là size S hay size M mặc cùng một size đều được hết nhé. Mà mấy con vest này thì nó cực kỳ là đỉnh luôn. Thực sự vậy. Mình có khi mình giữ lại một con vest này mặc nhìn trẻ thế. Mà da nó xịn nhỉ. Này. Anh em nhìn mặt trước mà sau của con da đẹp dã man luôn. Tiếp tục ạ. Và mã cuối cùng ngày hôm nay là một cái mã cực kỳ đẹp của thương hiệu Cambridge Member. Chúng ta sẽ đến với mã 28 mà chúng ta sẽ đến với một con cực đẹp nhé. Tại sao mình nói con này cực đẹp? Anh em cứ để mình mặc vào cho anh em là anh em biết. Con này trong kiện thậm chí không cần hấp luôn, da không một tí nhăn vào luôn. Size M 6572, cân nặng 60-70. Đây là một con cổ bẻ form suông cực kỳ đẹp. Không có con nào đẹp hơn con này ở trong cái gọi là trong cái cục này đâu. Không phải tự nhiên để xuống cuối anh em. Ai mà còn ngồi ở đây chờ ở đây để xem cái clip này đến cuối thì sẽ săn được con này. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc mã với mã 28 nhé. Một con da cực kỳ đẹp của mã 28 này sẽ là cái kết thúc của clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip lần sau. Mình là Cường Kiên Thân nhé.